Tại buổi họp, Cục Y tế Dự phòng cho biết hai trường hợp nghi sốt là nam giới sinh năm 1997 nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 14 tháng 1 được phát hiện qua máy đo thân nhiệt từ xa. Hành khách này được đưa vào phòng cách ly tạm thời, khám sơ bộ, sau đó đưa vào khu cách ly tại một bệnh viện trong thành phố. Hai hành khách Trung Quốc nhập cảnh có biểu hiện sốt đang được cách ly tại bệnh viện. Cho đến ngày 15 tháng 1, sức khỏe của hai hành khách đều bình thường. 20 người tiếp xúc gần với hai trường hợp trên đã được lập danh sách theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Tại Việt Nam có 3 sân bay có đường bay thẳng từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đến là Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Các cái bệnh viện tuyến trung ương cũng như là tại các cái bệnh viện ở tuyến địa phương cũng đã phát hiện một số các cái trường hợp viêm phổi nặng nghi do virus, nhưng mà ở đây trong nội địa của chúng ta thôi, theo cái giám sát thường quy thì đã gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 12 các cái mẫu bệnh phẩm của 12 trường hợp viêm phổi nặng như vậy, và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xét nghiệm ngay lập tức và trả lời ngay thì đều hầu hết các cái trường hợp này đều là do cúm và cái tác nhân hô hấp thông thường khác. Bộ Y tế cho biết hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Việc chẩn đoán điều trị gần giống SARS và MERS-CoV. Sắp tới Bộ sẽ ban hành hướng dẫn phát hiện và điều trị bệnh. Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân. Vì đây là virus mới nên cần tăng cường giám sát để cách ly ngay trường hợp đầu tiên. Bộ cũng đưa ra 3 kịch bản ứng phó với dịch bệnh với 3 tình huống là chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam, xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập và dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng.